Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, ngày 9 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai trương hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trên Internet và hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân trồng màu trên địa bàn huyện Điện Biên. Hiện nay, nhiều diện tích rau xanh ngô đã bị thiệt hại nặng. Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo thu ngân sách địa phương, song do còn nhiều khó khăn vướng mắc nên dự báo nguồn thu thuế năm 2023 của tỉnh Điện Biên sẽ khó đạt được theo kế hoạch, nhất là nguồn thu thuế từ đấu giá đất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khai trương hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trên Internet và hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Thực hiện kế hoạch số 14 KHTVK ngày 25 tháng 3 2019 của Ban Bí thư, thực hiện nghị quyết số 35 NQTVK của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức thí điểm việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên trên Internet. Hệ thống sẽ được triển khai thí điểm tại 12 địa phương đơn vị trên cả nước. Kết quả thí điểm sẽ làm cơ sở triển khai thực hiện trên cả nước để các tỉnh, các cấp lấy kết quả học tập bồi dưỡng lý luận chính trị là một tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng cán bộ đảng viên. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương hệ thống. Cũng trong chương trình làm việc chiều nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, thời gian qua, công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được các cấp ủy quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Các trung tâm chính trị cấp huyện đã có nhiều đổi mới trong cách thức tổ chức quản lý đào tạo, bồi dưỡng, thu hút được nhiều học viên là cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Trong năm 2022, các trung tâm đã mở được trên 2.500 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, với trên 165.000 học viên, 8.000 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, với trên 102.000 học viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các tham luận như giải pháp nâng cao công tác chiêu sinh, mở lớp tại các trung tâm chính trị cấp huyện, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của giảng viên kiêm nhiệm tại trung tâm chính trị cấp huyện, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trung tâm chính trị cấp huyện, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát và tổ chức giao ban lý luận chính trị, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở trong thời gian tiếp theo. Trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 8, đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra giám sát và làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Mường Nhé về tình hình triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Mường Nhé đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra trong quá trình thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sau tháng đầu năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số từ 68,5% giảm xuống còn 61,6%. 100% đồng bào thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. Gần 92% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như kết quả thực hiện mục tiêu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, chỉ tiêu hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ cho người lao động ở trong nước và đi làm việc ở nước ngoài không thực hiện được. Đoàn công tác đã tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của huyện Mường Nhé để kịp thời tham mưu tháo gỡ, hỗ trợ, hướng dẫn cho địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trước khi làm việc tại huyện Mường Nhé, đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện các dự án trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã Mường Tong và xã Mường Nhé. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, ngày 9 tháng 8 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Dự kiến mưa lớn ở khu vực tỉnh Điện Biên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12-13 tháng 8. Riêng trong ngày 9 tháng 8, dự báo lượng mưa phổ biến từ 30-50mm trên 24 giờ, một số nơi từ 40-70mm trên 24 giờ, có nơi trên 100mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
mưa lớn xảy ra trong những ngày qua đã gây lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Riêng trong ngày 8 tháng 8, mưa vừa, mưa to kéo dài cả ngày và đêm đã gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và các huyện Mường Trà, Tủa Chùa, Mường Nhé. Mưa lũ đã làm ảnh hưởng hư hỏng hơn 40 ngôi nhà, 11 hectare lúa, nhiều tuyến đường giao thông tại các huyện Mường Trà, Mường Nhé bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân trồng màu trên địa bàn huyện Điện Biên. Nhiều diện tích rau màu, ngô bị thiệt hại nặng, phản ánh của phóng viên thời sự. Những luống rau cải úa vàng, thối nhũn, những luống hành dập nát hay những luống rau cải ngọt vừa gieo bén rễ giờ chỉ còn trơ đất. Đây là thực tế tại diện tích vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Dần, thôn Việt Thanh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên sau những ngày mưa lớn kéo dài vừa qua. Với diện tích 2.000m2, cũng như mọi vụ rau này, gia đình bà Dần đầu tư trồng các loại rau gia vị như hành, mùi hay các loại rau cải. Gần nửa số diện tích rau đã bắt đầu cho thu hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn, những diện tích rau này đều bị dập nát, thối rễ. Hôm nay do thời tiết mưa, gió nhiều cho nên gia đình tôi với lại người dân là rau gần bán rồi mất trắng hết 2.000 mét, hành, rau cải, rau ngồng, rau dưa. Rồi chẳng may là thời tiết như thế, bây giờ mong nhà nước và trên là hỗ trợ cho gia đình để khắc phục lại kinh tế. Thôn Việt Thanh hiện có 8 hectare trồng rau màu các loại, thì có tới 80% diện tích bị thiệt hại, không được thu hoạch. Các hộ dân trồng rau ở đây còn mất thêm một khoản chi phí để đầu tư trồng, chăm sóc lại các diện tích rau xanh. Sang năm 2023 bây giờ, thôn chúng tôi là nói riêng mà xã Thanh Hưng nói chung, thiệt hại rất lớn. Trong cái đợt 19 tháng 3 rồi đấy, trời mưa đá tôi đã thiệt hại hết tất cả cây rau màu, những cây lâu niên, cũng không được thu, mất trắng hết. Thế đến bây giờ thì sau cái trận đấy thì bây giờ tôi lại bị mưa cách tầm 15 ngày nay, mưa liên tục. Tất cả những cây rau màu ngắn ngày hầu như bị chết hết, không được thu. Không riêng rau xanh, nhiều diện tích ngô của người dân cũng bị thiệt hại nặng nề do mưa lớn. Tại diện tích bãi màu của thôn A1, xã Nong Luống, nhiều diện tích ngô của người dân sắp được thu hoạch. Tuy nhiên, giờ đây gần như tất cả đã ngập sâu trong nước. Thôn A1 thì nằm ở xã Nong Luống, thì với tổng diện tích cây rau màu ấy thì hơn 20 ha. Nhưng trong thực tế thì cái vụ này chúng tôi trồng 19 ha ngô. Thế trong cái dịp vừa rồi, vào đầu tháng 8 ấy, thì do tình hình mưa lũ kéo dài thì thôn chúng tôi đã bị ngập úng khoảng tầm 13 đến 14 ha ngô. Đấy, thế còn diện tích rau màu thì mùa này thì nhân dân này thường là trồng ít hơn. Đấy, chủ yếu là tập trung ngô. Thế diện tích rau màu thì ngập úng và thiệt hại khoảng cỡ tầm 1 ha. Diện tích hoa màu bị thiệt hại, năng suất giảm, trong khi chi phí đầu tư tăng thêm khiến nhiều người dân trồng hoa màu trên địa bàn huyện Điện Biên gặp khó. Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 8, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài tại km 2+700 tuyến đường quốc lộ 279B thuộc địa phận xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ đã xuất hiện tình trạng sụt lún làm đứt gãy, hư hỏng gần 50m mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại. Phản ánh từ người dân, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại km 2+700 đã xuất hiện vết nứt kéo dài chia đôi mặt đường. Trong thời gian ngắn, tình trạng sụt lún nền đường tiếp tục làm vết nứt ngày càng mở rộng, khiến 1/2 mặt đường bị đứt gãy. Độ dài mặt đường hư hỏng ước tính khoảng 50m với độ sâu từ 30-50cm so với mặt đường. Sụt lún đẩy đất đá xô về hướng ta luy âm, bẻ cong bờ kè bê tông cốt thép. Trên thân kè cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Ngay khi sự cố xảy ra, Ban Bảo trì Đường bộ Sở Giao thông Vận tải Điện Biên, chủ đầu tư dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279B đã tiến hành khắc phục tạm thời bằng cách đổ cấp phối đá răm, phủ bạt vào đoạn sụt lún để hạn chế nước tiếp tục ngấm xuống nền đường. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, song phía các đơn vị quản lý dự án đường quốc lộ 279B vẫn chưa có giải pháp để cảnh báo nguy hiểm cho người và phương tiện đi qua đoạn đường này,
Đặc biệt, trên tuyến đường Nà Tấu - Mường Phăng cũng đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. Tuyến đường từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đi Tà Leng thuộc địa phận thành phố Điện Biên Phủ hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt vào thời điểm mưa lớn kéo dài hiện nay càng gây khó khăn hơn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Sau hơn 2 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt đoạn nối từ đường 60m đến trường tiểu học Hoàng Văn Hô, thành phố Điện Biên Phủ. Mặt đường gần như bị phá hỏng toàn bộ, xuất hiện hàng chục ổ voi lớn nhỏ. Theo phản ánh của người tham gia giao thông và người dân sinh sống hai bên đường, từ ngày 3 tháng 8 đến nay, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều trận mưa lớn kéo dài, gây ngập úng, khiến nhiều phương tiện không thể đi qua đoạn đường này. Nhiều người dân phải chọn đường tránh để di chuyển thuận lợi hơn. Được biết, dự án đường Bệnh viện Tà Leng có chiều dài hơn 2 km, được triển khai từ năm 2011 với tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng. Sau gần 10 năm chậm tiến độ, đến cuối năm 2021, dự án này đã được nghiệm thu và bàn giao. Mặc dù phóng viên thời sự đã phản ánh nhiều lần về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường này, song các cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý dứt điểm tình trạng trên, gây khó khăn bức xúc cho người dân. Mưa lớn trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 8 gây thiệt hại nhiều tài sản hoa màu của người dân, các công trình giao thông trên địa bàn huyện Mường Nhé. Ngày 9 tháng 8, huyện Mường Nhé đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai. Đến ngày 9 tháng 8, tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã Trung Trải, Xín Thầu đã được san gạt khối lượng lớn đất đá sụt sạt xuống lòng đường. Trong đó có 2 điểm sạt lớn gây ách tắc đã được lưu thông. Tuy nhiên, một số điểm vẫn đang tiếp tục sạt lở. Các lực lượng chức năng phải túc trực máy móc nhân lực đảm bảo giao thông thông suốt. Cầu Nậm Nhé 2, đoạn km 137 quốc lộ 4H đang sụt lún với khe nứt khoảng 10 cm, có thể sẽ xảy ra sự cố giao thông nghiêm trọng, nguy cơ cô lập 5 xã của huyện. Hiện tại, đội cảnh sát giao thông công an huyện đã lập chốt kiểm soát, giới hạn các xe có tải trọng lớn không được lưu thông qua cầu, chờ cơ quan chức năng có phương án xử lý. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại xã Trung Trải có 2 căn nhà của cán bộ xã và giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trung Trải bị thiệt hại hoàn toàn. Rất may trước đó đã được nhà trường và chính quyền địa phương hỗ trợ di chuyển toàn bộ đồ đạc, tài sản, bố trí chỗ ở tạm nên không có thiệt hại về người. Để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, huyện Mường Nhé đang tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực, máy móc, trang thiết bị, vật tư tại chỗ để có biện pháp ứng cứu kịp thời sự cố. Đồng thời chỉ đạo các xã rà soát, di rời, sơ tán kịp thời những hộ dân có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi sạt lở, lũ ống, lũ quét trên địa bàn huyện. Chương trình tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo thu ngân sách địa phương, song do còn nhiều khó khăn vướng mắc, nên dự báo nguồn thu thuế năm 2023 của tỉnh Điện Biên sẽ khó đạt theo kế hoạch, nhất là nguồn thu thuế từ đấu giá đất, phản ánh của phóng viên thời sự. Năm 2023, Chi cục thuế huyện Điện Biên được giao thu ngân sách là 120 tỷ đồng, trong đó thu thuế từ tiền sử dụng đất là 38 tỷ đồng, còn lại là thu thuế phí và các loại thu khác là 82 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến hết 7 tháng đầu năm, nguồn thu thuế từ tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện mới chỉ đạt 12 tỷ, bằng 33,9% dự toán giao. Thực tế cho thấy, nhiệm vụ thu thuế từ tiền sử dụng đất 26 tỷ đồng còn lại, trong đó có tiền đấu giá đất, rất cần cấp ủy chính quyền huyện Điện Biên có những giải pháp cụ thể để tập trung triển khai thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2023. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho ban chỉ đạo thu ngân sách huyện để triển khai các cái giải pháp để mà tiến hành thực hiện cái đấu giá đất trên địa bàn. Thì theo lộ trình thì đến tháng 8, cuối tháng 8 và đầu tháng 9 thì sẽ triển khai đấu giá đất trên địa bàn xã Nông Hẹt của huyện Điện Biên. Nếu mà đấu giá để đảm bảo được cái chỉ tiêu thu về đấu giá đất trên địa bàn huyện Điện Biên. Năm 2023, Cục Thuế tỉnh Điện Biên được Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thu trên 2.400 tỷ đồng. Trong đó, thu tiền sử dụng đất là 1.300 tỷ đồng, thuế phí và thu khác trên 1.100 tỷ. Tuy nhiên, tính đến hết 7 tháng đầu năm, số tiền thuế thu từ tiền sử dụng đất mới chỉ đạt hơn 134 tỷ đồng, đạt trên 10% so với kế hoạch. Từ số thu này cho thấy, việc thu thuế từ nguồn sử dụng đất, nhất là tiền đấu giá đất sẽ còn gặp nhiều khó khăn và khó đạt được theo kế hoạch. Ngành thuế cũng không phải là đơn vị quyết định trong cái việc mà có thu được đấu giá đất hay không,
Với số thu mà năm nay ngành thuế phải đảm đương theo số thu của Bộ Tài chính là 500 tỷ đồng. Thì đối với lại Ủy ban nhân dân tỉnh giao là 1.300 tỷ đồng. Thì số thu này còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, đó là các cơ quan sở ban ngành mà cũng như là chính quyền địa phương phải thực hiện cái việc đấu giá đất thành công thì ngành thuế có thể thực hiện việc thu được hoàn thiện từ đất này. Mặc dù còn khó khăn, vướng mắc, song với tinh thần và trách nhiệm, Cục Thuế tỉnh Điện Biên đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đồng thời triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp, phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 đã đề ra. Sáng nay, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ, hội viên làm công tác hội. Trong 2 ngày diễn ra lớp tập huấn, gần 40 cán bộ hội viên đã được quán triệt một số văn bản liên quan đến công tác hội, triển khai chương trình vay vốn cho người khuyết tật trên địa bàn, đồng thời nghiên cứu thảo luận các chuyên đề về các phương pháp, kỹ năng vận động xây dựng quỹ hội, tâm lý người khuyết tật trẻ mồ côi, các kỹ năng tiếp cận, trao đổi, tiếp xúc với người khuyết tật trẻ mồ côi, thực trạng xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Qua lớp tập huấn, giúp cán bộ hội viên triển khai hiệu quả vốn vay cho người khuyết tật trên địa bàn, huy động các nguồn lực xây dựng quỹ hội, đồng thời bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong xây dựng triển khai các nhiệm vụ về chăm sóc bảo vệ trẻ em ở địa phương. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 4469 KHUBNZ về cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu về phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng là một trong những nội dung quan trọng của việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, ngành chăn nuôi đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, phản ánh của phóng viên thời sự. 18 năm qua, gia đình ông Đoàn Văn Viện, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên đã luôn gắn bó với việc nuôi bò lấy thịt. Từ chỗ gia đình ông chỉ chăn nuôi manh mún, sau nhiều năm đúc rút kinh nghiệm cũng như được hướng dẫn tập huấn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, những năm gần đây đã mở rộng chăn nuôi theo hướng nuôi nhốt và nhân giống tại nhà. Thực tế cho thấy, chất lượng đàn bò cũng như con giống mà gia đình ông nuôi đều đạt các tiêu chuẩn quy định, khác hẳn so với việc nuôi chăn thả trước đây. Trước đây thì tôi nuôi gọi là dân dã. Dân dã thì nói chung là bò sinh sản thì nó vẫn sinh sản, nhưng mà thực sự ra thì cái chất lượng của cái con thế hệ sau, tức là cái con B của nó, là chất lượng nó kém. Thế mà bán ra cái thị trường, cái giá thành là nó không được cao. Thế từ khi mà có được cái cán bộ của Trung tâm Khuyến nông chăn nuôi của tỉnh thế này tư vấn và coi như là cho bà con, tập huấn cho bà con, thì chúng tôi lắm được, có nghĩa tức là về cái chăn nuôi bò sinh sản đấy, tức là cái phối cái giống bò, coi như là bò lai, thì thấy rõ là cái chất lượng của cái con B coi như là lai này đấy, phối nhân tạo đấy, thì là chất lượng hơn, tốt hơn, khỏe hơn, mà nuôi nó nhanh hơn. Khi bán là nó được giá hơn. Là địa bàn rộng và có tiềm năng về phát triển chăn nuôi đàn gia súc, Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, chính quyền các xã trên địa bàn đánh giá, rà soát để có hướng đi cụ thể cho việc thúc đẩy phát triển chăn nuôi đàn gia súc. Chuyển dần từ chăn thả châu bò sang hướng nuôi nhốt tập trung, đến nay huyện Điện Biên đã có hơn 50% số hộ chăn nuôi thực hiện mô hình nuôi nhốt tập trung kết hợp chăn thả. Điều đó đã vừa hạn chế được dịch bệnh, vừa đảm bảo cho đàn vật nuôi phát triển ổn định. Huyện Điện Biên là cái huyện lớn để có cái điều kiện để phát triển cái nông nghiệp, trong đó có phát triển của ngành chăn nuôi. Bên cạnh các cái mục tiêu rất là cụ thể thì huyện cũng đã có những cái nhiệm vụ trọng tâm rất là rõ ràng. Đó là tổ chức lại cái sản xuất chăn nuôi từ cái chăn nuôi mà truyền thống, chăn nuôi theo hình thức thả rông, chăn nuôi nhỏ lẻ, thì khuyến khích là chuyển sang chăn nuôi theo cái quy mô là tập trung, có đầu tư, ví dụ như là các cái trang trại, gia trại và hộ gia đình. Bên cạnh đó thì khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác đầu tư vào để phát triển chăn nuôi, có cái thị trường là liên kết và tiêu thụ sản phẩm, nhằm làm sao là đảm bảo hài hòa giữa lợi ích phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mục tiêu phát triển chăn nuôi đàn gia súc trên địa bàn tỉnh sau khi thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã đạt kết quả khá khả quan.
toàn tỉnh đã được duy trì đàn gia súc với tốc độ tăng đàn ổn định trên 3,6% so với năm 2021. Cụ thể, tính đến nay, tổng đàn trâu bò lợn toàn tỉnh đạt hơn 548.000 con. Sản lượng thịt hơi gia súc đạt trên 17.700 tấn, tăng 3,7% so với năm 2021. Để có được kết quả trên, trong hơn một năm qua, các địa phương trong tỉnh đã duy trì và phát triển đàn gia súc theo hướng quy mô trang trại, trong đó đã tập trung phát triển theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Qua hơn một năm tổ chức triển khai thực hiện cái kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó thì chăn nuôi cũng có cái bước phát triển là khá. Thì đến nay trên địa bàn tỉnh thì cũng đã có được 2 cái trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 23 cái trang trại chăn nuôi quy mô vừa và trên 300 cái trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ. Trong đó thì 2 trang trại chăn nuôi quy mô lớn là cái trang trại chăn nuôi lợn theo hướng khép kín và có liên kết từ cái việc mà sản xuất đến cái tiêu thụ sản phẩm, và ở các cái trang trại này đều đã đạt được cái công suất nuôi là 1.500 cho đến 3.000 con trên một lứa. Trong thời gian tới, ngoài việc phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của các địa phương, tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực phát triển sản xuất chăn nuôi. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Từ đó nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm chăn nuôi. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.